giống này rất là đẹp, giống đu thái này nó dài ròn, xương nó to hơn, nặng ký à. Rất là nặng ký à. Chạy heo mình ở Vĩnh Long nha, ở Mang Thất Vĩnh Long của chúng chị cần heo giống nuôi thịt, heo cái hậu bị thì liên hệ với mình đủ cỡ. Tại mình nuôi hộ gia đình thôi. Heo này mình tiêm ngừa đầy đủ rồi nè. Cái này có chú anh chị muốn mua thì khoảng 3 ngày nữa bắt được rồi. Nhưng mà mới tiêm hôm qua thì khoảng 4 ngày 5 ngày là mình bắt được. Mình tiêm ngừa 3 mũi rồi. Con này là cái hậu bị nè, mình lựa riêng này nó tầm khoảng 40 kg con nè. Tầm khoảng 40 kg, như cái mẫu heo cái hậu bị này là khoảng 40 kg con. Điều cỡ của chú anh chị cần lấy hậu bị thì liên hệ với mình. Này cái hậu bị mình lựa từ 12 tới 16 vú, chân tay to đòn dài, quan trọng là vú lồi nha, mà nhiều vú, khoảng cách vú nó đều với nhau. Cái hậu bị cái này cũng tầm 40-45 kg à, từ 40 tới 45 kg. Mình gạn cỡ cỡ gì cho nó cô không đều là 40 kg hết nha, có con 45, có con 40, hai mà. Này cái hậu bị cô chú anh chị cần heo nuôi, heo giống nuôi thì liên hệ với mình nha. Chạy mình ở Mang Thất Vĩnh Long. Này, heo cái hậu bị nằm khoảng 30 kg một con. Cái này cái hậu bị cái thiển nha. Con heo con được 40 ngày nè. Heo này được 40 ngày, cho 14 kg. Này tầm 30 32 kg nha, cái này heo cái hậu bị. 30 32 kg con. Giống này dài rồi, nuôi lên tạ tư tạ gửi ra cũng không lên mỡ, dễ ăn heo. Cô chú anh chị gần xa cần heo con thì liên hệ với mình nha. Tiêm ngừa đầy đủ hết, cô chú anh chị kìa nuôi an tâm.